Hôm nay mình sẽ giới thiệu về thuật toán Bubble Sort. Về thuật toán này thì chúng sẽ so sánh những số ở bên ở số cạnh nhau. Nếu số đó lớn hơn thì nó sẽ đổi chỗ cho nhau. Và cứ như vậy, số lớn nhất sẽ chuyển về cuối mạng. Dần dần các số lớn sẽ được đẩy về cuối và tiếp tục vòng lặp để so sánh những số còn lại trong mạng. Ở đây là bắt đầu lại về thuật toán bubble sort. Đầu tiên nó sẽ so sánh 2 với 8, thấy 2 đã bé hơn 8 thì sẽ không đổi chỗ. Tiếp đến so sánh 8 với 5, thấy 8 5 thấy 5 8 lớn hơn 5 thì sẽ đổi chỗ 5 với 8. Và tiếp đến nó sẽ so sánh số 8 với số 3, 8 lớn hơn 3 và 8 sẽ đổi chỗ cho 3. Tiếp đến là 8 với 9. Thấy chúng đã ở đúng vị trí rồi nên 8 với 9 sẽ không được đổi chỗ nữa. Tiếp đến là 9 với 4. Thấy 9 lớn hơn 4 nên 9 sẽ được đổi chỗ cho 4. Cuối cùng là 9 và 1. Thì 9 lớn hơn 1 nên 9 sẽ đổi chỗ cho 1 và số lớn nhất trong mạng đã được đẩy về cuối. Tiếp tục như vậy một vòng lặp nữa, vòng lặp sẽ so sánh để tìm số lớn thứ hai của mạng và đẩy về cuối mạng. Như vậy 8 và 9 đã được sắp xếp đúng vị trí của nó. Sau khi sắp xếp xong, đây là mảng đã được sắp xếp. Và đây là code mẫu sử dụng ngôn ngữ Python của thuật toán bubble sort. Ở thuật toán này, trường hợp xấu nhất, độ phức tạp của nó sẽ là O n bình và trường hợp tốt nhất chính là O n.